Chào các bác, clip này em sẽ lên sóng và báo giá cho các bác rất là nhiều những cái chiếc âm ly tuyển chọn. Đấy, hôm nay thì có những cái chiếc cỏ cỏ thì em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá rất là rẻ, và có những cái chiếc âm ly cũng rất là khủng thì em sẽ tập trung và em sẽ báo giá trong một cái video clip của ngày hôm nay. Thì cũng về khá là nhiều loa, không có thời gian để đăng âm ly cho các bác xem. Thì trong cái video clip này thì em sẽ tập trung, em chỉ đăng âm ly thôi. Đấy, các bác quan tâm thì alo cho em theo cái số điện thoại quen thuộc. Và các bác đang xem video thì cũng cho em xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nếu như các bác chưa đăng ký kênh bên em thì cho em xin một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những cái báo giá sản phẩm mới nhất mỗi ngày. Trong số những cái chiếc âm ly hôm nay thì sẽ có những cái chiếc từ 4 đến 5 triệu, những cái dòng âm ly Mazda đàn ông rất là rẻ, khoảng 4 đến 5 triệu, và những chiếc từ 9 đến 10 triệu, các cái dòng âm ly của Lucman 55A, 58A, dòng âm ly sóng đài receiver của Sansui, của Pioneer, âm ly đàn ông 1500. Đấy, có cả một con Acouphase 301 kia, tí em sẽ quay cho các bác. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một con âm ly receiver thuộc top âm ly sóng đài rất là khủng và Sansui. Em này là Sansui QRX 5500, một dòng âm ly size lớn, thiết kế rất khủng. Chiều ngang của nó thì thuộc top ngoại cỡ luôn. Đấy, chiều ngang của nó thì gần 60 luôn, rất là nặng. Con này thì nặng cũng phải gần 30 cân. Và tình trạng hàng về nó đẹp, chỉ thiếu xốp thôi. Đấy, thiết kế vỏ gỗ. Đấy, các bác nào mà chơi những cặp loa cổ Sansui của Pioneer hoặc chơi những cái bộ đầu bằng cối, các bác bày cặp bày con này thì mới chỉ thiếu xốp. Mời các bác chúng ta cùng xem, máy rất là nặng. Dòng này là dòng 4 trainer 4 cây. Đây, các bác xem mặt mũi của nó trắng bóc luôn. 4 đồng hồ vu vẩy, khi mà nó hát thì 4 đồng hồ vu đều vẩy các bác nhé. Em sẽ quay lia một vòng để các bác xem, nó còn nguyên cả cái xốp ở trong cái lỗ cắm phone này, cái núm nút này đẹp sáng bóng luôn. Đấy, các bác nào cần hình chi tiết thì em sẽ quay riêng cho các bác, còn trong cái clip này thì em quay chung, quay lướt qua như này thôi. Mặt mũi và vỏ gỗ ruột gan sắt xi 7 màu. Con này thì chơi đa cầu điện, đánh 8 sò sắt Hitachi. Đấy, đây ạ. Đấy, vỏ gỗ của nó rất đẹp và mộc mạc, các cái lan này chưa gãy một lan nào luôn, xuất sắc luôn. Và size to và nặng, chơi đa cầu điện. Phía đằng sau của em nó đây, các bác xem. Đấy, rất đẹp, có tem guarantee đây, còn chưa lột đây các bác ạ, chưa lột cái giấy đây. Đấy, còn nguyên cả những cái nút bịt ở đây, anten còn đầy đủ. Con này nội thất sắt xi 7 màu vàng ươm luôn, em chụp ảnh rồi, các bác nào cần thì em sẽ gửi riêng. Đấy, con này 22 triệu, và các bác chơi con này thì vô đối luôn. Đấy, size to rất là khủng. Con này nếu các bác đánh 99A ấy, hay không kém gì 9090DB, nhiều bác còn khen nó hay hơn 9090DB. Nếu các bác đánh vào 99AFB chuẩn luôn. Đấy, con tiếp theo thì là con bình dân nhỏ hơn. Con này là Pioneer SX636, cũng là dòng âm ly receiver sóng đài, đánh 4 sò sắt, đánh 4 sò sắt, mặt nhôm phay màu trắng rất đẹp. Đây, các bác xem nét căng luôn, không chảy xước nhá. Đấy, các cái núm này đẹp như mới luôn, hàng tuyển chọn, vỏ gỗ đẹp zin, 10 triệu đồng cho con này. Đấy, 10 triệu đồng đẹp zin. Đây, phía đằng sau ạ. Đấy, tất cả còn đầy đủ, 10 triệu đồng cho con này. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một con âm ly của đàn ông. Con này thì rất là nổi tiếng rồi, hầu như là không ai không biết đến. Con này là đờn lông PMA 1500, 2 la mã. Đây các bác xem, rất là đẹp, hàng bãi về. Đấy, hàng bãi về rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Phiên bản 1500R 2 la mã. Đây, cái phần đáy của nó đây mới cứng luôn, nguyên bụi xốp các bác nhé. Đấy, những cái âm ly mà cái đáy nó còn mới thì là nó còn mới này, đáy nó chưa một hoen gì nên là chưa xuống màu. Đấy, rồi đến cái phần cọc loa, dòng này thì cọc loa mạ vàng rất là đẹp, các cái rắc đường cắm cũng mạ vàng hết. Đây, các bác xem đều mạ vàng hết các bác nhé.
con này là 10 triệu 12 triệu 500 12 triệu 500 có dây nguồn. Đấy. Tiếp theo thì cũng đờ lông, con này mặt đen, con này thì rất nổi tiếng luôn, con này thì đánh tốt nhiều loa, dòng mặt đen này thì tiếng bát rất là lực. Đấy, tiếng bát rất là lực, đánh những cái dòng loa bát 25, 30, 40. Đấy, của Nhật, của Mỹ, con này đờ nông 580D. Đặc biệt là nó có giải mã, các bác có thể là nghe nhạc trực tiếp từ trên TV xuống. Đấy, có đường cổng quang kết nối trực tiếp luôn. À, góc cạnh rất đẹp, núm nút còn đẹp luôn. Đấy, chị rất là nhiều loa, con này thì em test với khá là nhiều loa rồi. Đây, nó có cái cổng optical out input, tức là cho các bác cắm trực tiếp cổng quang từ trên TV xuống. Đấy, 167W, đánh hai cặp loa AB, đánh các loa từ 6 đến 16 ohm đều rất hay. 9 triệu 500 cho con 580D, rất là phổ thông, rất là phổ thông và nhiều các bác chơi, nhiều các bác chơi con này nhá. Còn cái con đờ lông 1500 này thiên hướng những cái dòng loa chi tiết sạch sẽ. Đấy, đờ lông thì các bác đánh JBL, đánh Bose, đấy, đánh BWK, đánh Tannoy, đấy, đều rất hợp. Còn Sansui thì các bác đánh Pioneer. Đấy, còn Mazang thì các bác chơi cho em những cái dòng loa Mỹ, đấy, những cái dòng loa Âu, các bác chơi JBL, chơi Tannoy, còn những dòng loa Mỹ cổ, chơi Ditton. Đấy, hôm nay em có con 74D, một con rất là nổi tiếng. Con này thì bên em thường xuyên ghép với những cái dòng loa hay, dòng loa nổi tiếng để em bán. Ghép JBL ngon bổ rẻ, ghép Ditton, ghép AR. Mazang 74D là một cái dòng âm ly chạy mạch class A của hãng, cho cái chất âm rất là ngọt ngào và mềm mại. Dòng 74D đấy, có thiết kế volume chỉnh bát chép riêng biệt cho từng vế, đánh được hai cặp loa AB, đấy, có lao lớt, đấy, đầy đủ các cái tính năng. Máy thì cái phần ở trên này, cái lắp họ làm rất là thoáng nhằm làm cái nhiệm vụ tỏa nhiệt, vì máy chạy class A khá nóng cho nên là phải để tỏa nhiệt ở trên nóc. Và con này thì có hai cái hồi gỗ rất là đẹp được sơn piano. Này các bác xem, hai hồi gỗ rất đẹp được sơn piano, sáng bóng, soi gương được luôn. Đấy, con này thì xuất sắc luôn. Này các bác nhìn những phần cọc loa đỏ au này. Đấy, 220W, con này 220W, đánh hai cặp loa AB, đánh các loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy, ốc nhái là còn vàng ươm luôn. Hồi gỗ rất đẹp, mặt không chảy xước. Dòng 74D này là cái dòng nổi tiếng các bác nhá. Đấy, các bác đã chơi rồi thì nghiện luôn. Đấy, mặt của nó rất đẹp. Đấy, hàng tuyển chọn nhá, mặt của nó rất đẹp luôn. Con này 10 triệu 8. Tiếp theo thì một con này thì con siêu hiếm luôn. Đấy, siêu hiếm luôn cho các bác chơi. Mazan PM80. Đấy, con này thì sử dụng hai cái hồi gang chứ không phải hai hồi gỗ nữa. Cái dòng PM80, PM90, PM94 bây giờ rất hiếm ở trên thị trường. Đấy, một cái dòng âm ly hay mà dường như là anh em ít anh em biết và dần như là nó đã bị quên lãng và trên thị trường cũng không có về nhiều. Con này là PM80, ngon bổ rẻ, chơi JBL rất hay. Đặc trưng của dòng này là nó không có cái lao lớt. Đấy, tức là không có cái phần kích tiếng mà nó có cái mạch class A. Nó không có lao lớt thì đồng nghĩa với việc là nó chơi cái âm thanh rất là sạch, rất là mộc. Đấy. Và nó không bị kích tiếng đẩy lên quá nhiều. Thích hợp cho các bạn nào chơi dạng như direct, đấy, thích cái âm thanh trong trẻo và tự nhiên nhất. Con này thì hai cái hồi gang, hồi này bằng gang luôn, mặt thì vàng gold, lắp lưng cũng là vàng gold luôn, rất đẹp. Đây, nó có cái chế độ chơi class A, để em quay như này là rõ nhất này, chưa hề lau chùi này, đấy, rõ nhất này, có chảy xước hay không là các bác biết ngay, rất đẹp. Đấy, con này chỉ có 7 triệu 8 thôi. Đây, đáy của nó đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái phần quay cho các bác cái phần phía sau. Con này bây giờ rất hiếm các bác nhé, không có đâu. Máy nặng hơn con 74D kia nhiều. Đây ạ. Con này là 220W, 7 triệu 8. 7 triệu 8 thôi. Con này các bác đánh những cái dòng bát 30 đổ xuống, ngon bổ rẻ, hết thuốc. Giá thì mềm vô cùng.
Vâng. Rẻ hơn nữa thì em có con Marzan 74D, à con Marzan 54D. 54D thì là đàn em của 74D rồi. Con này thì quá nổi tiếng rồi. Đấy, nó nhỏ gọn, nó giống như con 2030 của Pioneer vậy. Đánh những cái dòng loa JB Bass 25, những cái dòng loa Mỹ, dòng loa Nhật Pioneer Bass 25, tiếng rất là ngọt. 74D, 54D rất là nhiều các bác thích, quá nổi tiếng rồi. Con này 4.500.000 các bác nhé. Có chỉnh bát chép này, có cân bằng trái phải này, có chơi lao lớt này, đầy đủ luôn, không thiếu gì cả. Đấy, đánh được hai cặp loa. Đấy, công suất là 120W các bác nhé. Có 4.500.000 thôi. Máy móc đẹp, zin nguyên bản. 4.500.000. Sang bên này em quay cho bác hai con đờn nông. Hai em đờn lông hàng hiệu xịn sò, rất là đẹp. À, hai hồi gỗ được sơn piano sáng bóng, mặt nhôm phay màu trắng bạc các bác nhé, không phải là trắng inox mà trắng bạc luôn. Đấy, một con 760 và một con là 950. Con 950 thì thuộc top khủng luôn, to cao đen hôi, đánh rất là nặng, quậy những cái cặp loa bát 40 thì ra tiếng kinh khủng luôn, bát đánh như bom luôn, chuyên trị cho những cái dòng loa khó ra tiếng bát. Những cái dòng đời lông thì các bác đánh bốt và đánh loa Mỹ rất tuyệt vời. Đấy, đánh quá nhiều loa. Con đời lông 760 thì nhỏ hơn một chút, nhưng ngược lại nó được cái hệ thống đèn sáng này khá là bắt mắt. Khi bác ấn vào nút nào thì cái đèn ở đấy nó sẽ sáng luôn. Hai em này thì đẹp hoa hậu luôn. Đấy, mặt mũi là không có chày. Đấy, máy móc thì bao zin nguyên bản, lắp lưng rất đẹp. Hai hồi gỗ còn đẹp kính cong luôn. Hai em này rất là nặng luôn. Đây ạ. Em bên trên là em 760, công suất là 230W, còn em dưới là 265W. Đấy, em dưới là 950 các bác nhá. Một em là 9.500.000, em to hơn là 10.500.000. Đấy, đọc thế cho các bác dễ nhớ. Hai em lúc men. Đấy, dòng lúc men chữ ký bản kỷ niệm của hãng. Hai em lắc men này là 55A và 58A, cái dòng âm ly chữ ký cho chất âm rất hay, phục vụ cho các bác chơi những cái cặp loa JBL cổ nhá, và chơi những cái dòng loa châu Âu. Lắc men rất là hay và nó có cái vỏ gỗ màu đỏ đẹp và sang. Đấy, nó có cái vỏ gỗ màu đỏ đẹp và rất là sang luôn. Cái dòng âm ly lắc men chữ ký đây các bác nhìn này, lắc men chữ ký 55A và 58A có lao lớt. Đấy, dòng này thì cũng đánh hai cặp loa từ 4 đến 16 ohm. Quay cho bác xem cái phần mặt mũi này. Sau đó thì các bác cứ chốt con nào thì yêu cầu gửi ảnh thì em sẽ gửi ảnh riêng. Còn trong cái clip này thì không thể là làm kỹ kể cả trong ngoài ruột gan cho các bác được. Nếu các bác mà ưng giá mà kết rồi, đấy, các bác bảo là tôi chốt con này, yêu cầu cho tôi xem nội thất ruột gan thì em sẽ quay cho bác xem. Đấy, các bác cứ chốt đi. Đấy, và con ở bên dưới, con trên là con 55A và con dưới là con 58A, rất là đẹp. Đây nha các bác, nguyên bụi luôn này. Đấy, nguyên bụi luôn này. Đấy, đây, lau bụi như là sáng bóng. Con này, con ở dưới này em chưa kịp thổi bụi. Đấy, đều rất đẹp. Đối với con em sẽ xem cái phần công suất. Công suất thì con 55A là 250W, con 58A là 280W các bác nhé. Đấy, một con là con 55A là 12.500.000 và con 58A là 16.000.000. Đấy, các bác có nhu cầu alo cho em. Tiếp theo thì một con đờ lông cũng không thể là không nói tới vì nó quá là ngon bổ rẻ. Con đờ lông là PMA 715RG. Đây các bác xem, đánh hai cặp loa AB, mặt và nhôm phay màu vàng chanh, có lao lớt rất dễ đánh loa. Đấy, mặt nhôm phay màu vàng chanh, hai cái hồi gỗ sang trọng luôn. Hồi gỗ đây không phải thường đâu, toàn hồi gỗ sơn piano, máy rất là nặng, biến thế to khủng, 5.200.000, đánh hai cặp loa AB, công suất là 162W, đánh các cái loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy, máy còn rất đẹp này, và phần đáy còn rất là đẹp luôn. Đấy, sắt xi nội thất này, đây rất là đẹp luôn. Con này thì 5.200.000, 5.200.000 cho các bác. CD thì hôm nay không còn con nào, nhưng mà còn có hai con
giải mã để cho các bác chơi nhạc mạng. Hai em giải mã, một em là đờ lông 1800 AL, giải mã không cần đĩa mồi, rất là đẳng cấp của đờ lông. Đây, mặt của nó là mặt nhôm phanh rất là đẹp, vàng chanh. Đấy, vàng chanh rất là đẹp luôn. Con này thì các bác chỉ cần cắm cáp quang và nó giải mã ngay, không cần đĩa mồi. Chất âm rất hay và ngoại hình của nó thì đẹp và sang trọng. Đấy, ngoại hình rất đẹp và sang trọng. Con đờ lông 1800 này thì sẽ có mức giá là 7.200.000 đồng. Bên trên thì em có con Marzan CM6200. Con này thì 3 trong 1 cơ. Con này thì thực sự là ngon bổ rẻ. Nó có CD này, nó có MD này, nó có giải mã này. Cái cổng bên này là cổng CD, đấy, khay cửa đĩa CD. Khay bên này là khay MD và nó có giải mã. Đấy, giải mã các bác nghe nhạc mạng không cần đĩa mồi. Không cần đĩa mồi luôn. Cắm cáp quang và là trực tiếp giải mã. Con này em đã có video clip test rồi. Đấy, nghe nhạc mạng không cần giải mã luôn. Hình thức rất đẹp, mặt nhôm phay sang trọng. Con này chỉ có 5.800.000 thôi. Đây, các bác nhìn nhé. Đấy, phần lắp lưng đây. Xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc luôn này. Đây, bên hông đây. Và chúng ta sẽ xem cái phần phía sau của cả hai em này. Đây, đối với em Marzan đây. Nó có cái đường optical thì nó có cả đường vào, cả đường ra. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, và đường ra thì nó có cả mấy đường unlock cơ. Đấy, made in Japan các bác nhé. Điện 100V. Đấy, còn em Bà Đà Lông 1800 AL thì đã quá nổi tiếng rồi. Đấy, đã quá nổi tiếng rồi. Cái đường in nó có hai đường cáp quang lận và một cái đường ra. Đấy. Đấy, thì đối với em Đà Lông thì là 7.200.000. Và em Marzan này là 5.800.000. Đấy, em Emily tiếp theo thì muốn giới thiệu đến cho các bác ở cuối video clip. Đó là em Emily Acufay A301 là dòng Emily huyền thoại của hãng rồi. Chuyên trị Tannoy, chuyên trị JBL, chuyên trị BVK và những cái dòng loa khó tính. Cái dòng Acufay, dòng A301 của Acufay, cái tiếng bass của nó rất là mạnh và nó trị được nhiều loa, rất là dễ ghép loa và giá còn hợp lý. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác xem, mặt mũi gần như là không tìm thấy vết chày. Đấy, con này lao lớt của nó có 3 cái chế độ lao lớt luôn. Đấy, rất là tuyệt vời, dễ ghép âm ly. Đấy, vỏ gỗ đẹp xuất sắc, có đầy đủ dây nguồn. 26.000.000 cho em Acufay E301. Các bác có nhu cầu alo chat. Và em là Trần sẽ báo giá lại một lượt nữa cho các bác nghe được chi tiết nhé. Đối với cái con Sansui QRX 5500 là 22.000.000. Con đờ nông 1500 ER 25 mã là 12.500.000. Pioneer SX 636 10.000.000. Marzan PM74D là 10.800.000. Marzan PM80. Marzan PM74D là 10.800.000. Marzan 80 là 7.800.000. Đấy, một con 10.800.000, một con 7.800.000. Hai con đờ lông 760 và 950, một con 9.500.000, một con 10.500.000. Hai con âm ly Lachman 55A và 58A, một con 12.500.000 và một con 16.000.000. Con đờ lông 715 RG là 5.200.000. Bên này thì con đờ lông 580D là 9.500.000. Đấy, có giải mã cáp quang chỉ có 9.500.000 thôi. Con Marzan 54D là 4.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu bất cứ sản phẩm nào thì alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.